Hello, chào các bạn. Hôm nay mới cắt tóc này. Cái mặt mình nó to thế. Ok, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo cái chuyển cảnh gọi là warp zoom trong phần mềm Filmora. Có bạn hỏi mình warp zoom làm thế nào rồi mình nhắn tin mấy lần bạn ấy không biết. Ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đây là một cái loại chuyển cảnh mà kiểu rất là nhiều người ta hay dùng ấy. Editor rất thích dùng cái kiểu này bởi vì trông nó kiểu ảo ảo ấy. Đặc biệt là mấy cái video về thời trang rồi là kiểu sắc đẹp. Ok, mình sẽ lấy mấy cái video xuống làm ví dụ cho các bạn. Ok, video này chẳng hạn. Các bạn có thể làm tương tự với các cái video mà kiểu khung hình dọc dọc các thứ nhé. Ok, sẽ có hai cái video ở trên timeline. Nhân tiện là Filmora 12 thì hiện tại mình thấy nó chạy rất là ngon, ok rồi. Nếu như các bạn nào mà cập nhật lên ấy hoặc là các bạn nào tải về thì các bạn nhớ cập nhật lên Filmora 12. Ok, bạn đã có hai cái clip ở trên timeline. Đây là cái clip mà không có chuyển cảnh gì nhá. Người mẫu chân dài, sau đó là chuyển cảnh sang một cái clip gọi là thiên nhiên tươi đẹp. Ok. Thì để thêm cái chuyển cảnh warp zoom thì các bạn sẽ đi đến tab gọi là transition nhé, chuyển cảnh. Đó. Trong transition này bạn chọn tiếp vào là transition nhé. Ở trong cái transition này, thì transition này bạn sẽ có cái warp, warp là WARP nhé. Warp ở đây nó sẽ có rất là nhiều cái zoom này, wormhole, warp zoom, gọi là wheel, warp, warp. Nói chung là rất là nhiều loại. Bạn có thể search ở đây. Search là zoom Z O O M, các bạn enter thì nó sẽ ra mấy cái chuyển cảnh kiểu zoom, warp zoom các thứ, bạn sẽ tìm ở đây. Ok, cái chuyển cảnh mà người ta hay dùng ấy là cái này, warp zoom nhé, warp zoom 6 này. Hoặc là có mấy cái 1 2 3 4 5 này, 3 này. Đó. 3, 3 này cũng đẹp. Zoom 0 này, warp zoom 2 này. Bây giờ mình sẽ kéo cái warp zoom 3 này xuống cho các bạn. Bạn chỉ cần kéo bạn thả xuống đây. Như này là xong rồi, là được cái chuyển cảnh warp zoom. Đó. Thì cái chuyển cảnh này ấy, thường ấy, người ta sẽ để nó khoảng tầm 1 giây hoặc là nửa giây thôi nhé. Thì để điều chỉnh cái thời gian của chuyển cảnh ấy, các bạn kích đúp vào cái chuyển cảnh ở trên timeline. Sau các bạn chỉnh ở đây nhé. Bình thường cái này là 1 giây này, các bạn nhập vào đây là số 1 thôi. 01 là 1 giây. Sau các bạn apply, nếu mà các bạn có nhiều cái chuyển cảnh warp zoom ấy, các bạn muốn điều chỉnh cái thời gian của nó bằng nhau ấy, các bạn ấn vào apply all. Còn không thì các bạn nhấn vào ok. Đây là cái chuyển cảnh warp zoom. Nếu như bạn nào thích thêm cái sound effect ấy, thì các bạn có thể tìm ở trong phần audio này nhé. Các bạn chú ý là nếu mà sử dụng sound effect của Filmora ấy, thì nó sẽ không bị bản quyền đâu. Chứ còn nếu mà bạn sử dụng nhạc ấy, thì các bạn nhớ là nhạc nó sẽ dễ bị bản quyền. Các bạn ấn vào sound effect, sau đây bạn nhấn vào là whoosh, hiểu không? Đánh vào chữ W O H O O S H whoosh kiểu ấy. Tìm. Ok. Ở đây có mấy cái boost này, nhưng mà mấy cái nút kim cương hồng này thì các bạn không dùng nữa nhé. Không dùng kim cương hồng, chỉ dùng mấy cái miễn phí này thôi. Bạn kéo bạn thả này. Đó, ok, ra cái chuyển cảnh warp zoom mới có thêm sound effect. Ngầu. Đấy là làm nào để tạo chuyển cảnh warp zoom ở trong phần mềm Filmora 12. Mình hy vọng là video này hữu ích các bạn. Nếu như các bạn có bất kỳ câu hỏi nào ấy, thì các bạn có thể comment bên dưới. Và bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình ấy, nhớ đăng ký kênh của mình để xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Goodbye.